có tiền bạc rồi mổ mà có tiền mổ không mà, ừ bởi vì thôi nhưng mà lớn tuổi thì giao kéo rồi mổ cái gì mà thấy cái này phải nó hại mình rồi, nó hại rồi phải không u gia. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp với một cái cú liên máy nhỏ nhỏ thôi. Cô bác quý anh chị thấy là hình ảnh một ông cụ, đó là chú Bên, vẫn lầm lũi và trên một cái con sông để mà mưu sinh. Và chiều ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy chú Bên trên một cái chiếc xuồng cũ để mà đi chăn lưới để mà mưu sinh. Còn bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng lại đây gặp lại chú ha. Đoạn clip mà Bùi Hồ vừa đăng về chú là cách đây khoảng 4 ngày và chú nói là đem chiếc xuồng về rồi. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị về chiếc xuồng mới của chú và cũng như cuộc sống của chú ở thời điểm hiện tại ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây. Đi lại đây ha. Chú Bên ơi. Con chào chú. Dạ. Vậy hả? À đây cô bác anh chị, đây là, dạ, và đây là một cái con gạch rất con kinh nhỏ thôi nha cô bác anh chị. Và đây là cái bến của chú Bên mà hàng ngày chú Bên phải anh có thể bước xuống đây luôn cũng được, có thể mưu sinh ở tại chỗ này nè. Thời tiết ở miền Tây bây giờ nóng lắm nha cô bác anh chị, rất nóng luôn, khoảng gần 40 độ C á, không giỡn. Nên là nữ ở miền Tây vào độ này á, ở các tỉnh mà ven biển như là Bến Tre nè, đó, và một số tỉnh khác thì sợ cái tình trạng là ngập mặn cô bác anh chị. Đó, mặn nó xâm lấn vào nước ngọt á. Ngồi đây để mà đợi chú Bên tí xíu. Và cái chiếc xuồng anh có thể quay giùm em cái chiếc xuồng bên kia á. Đó là cái chiếc xuồng mà được vợ chồng anh Bình ở Canada hỗ trợ mua. Và chú đã đem về đây rồi. Hình như là chú chưa có đóng những cái xong dạt xong các bác anh chị, nên là nữ là chú còn phải hoàn thiện thêm một tí xíu nữa. Anh có thể gần em một tí xíu để cho nó, dạ dạ con chào chú. Hôm trước là con có việc, con công việc miền Trung, con công tác thì con nghe chú điện cho con, lúc đó là con đi ở Nha Trang. Tôi đã biết phải số điện của chú không. Đây có thành thật không có lấy về đó mà chưa có đóng bộ giạc được đó. Dạ anh quay có thể thấy hết. Để ngâm ngâm cho nó đừng có rịnh vô đó. Vì mới chát cái rồi cái mình sợ nó rịnh. Dạ. Cái xuồng này nó vô thì chứ kệ mình còn bữa được. Cái đó để mình đóng bộ giạc là cái mới được. Mấy ngày nữa thì mới sử dụng cái chiếc xuồng mới. Vậy là chắc từ 3 ngày trở đây à. Dạ. Vừa bữa kiếm đó mua giá cũng được ký mấy rồi đó. Ngày mình sống vậy đó chú ơi, cho nó vững vàng chút. Chứ gì cũng mừng dữ lắm. Mừng là cô cái là ba cái lứ lại rách giá bổ bổ móng mót rồi mua loại ba tay khác chứ biết sao giờ. Cái ngày mà chú đem chiếc xuồng mới về chú mừng dữ không? Mừng chứ, trời ơi tinh thần của chú, tôi nói dữ lắm nha, là chú giúp được mà ơn lắm đó. Tôi thấy chiếc xuồng đó tơi bời qua lái và giá mà bỏ lại đó. Cái ngày mà Bùi Hồ mà đi Trung Quốc đó cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ cho chú một cái thời gian gần khoảng 10 ngày chú có thể tìm được một cái chiếc xuồng nào 2 triệu hay 3 triệu cũng được. Dạ. Thì lúc chú mà tìm được cái chiếc xuồng thì chú điện cho Bùi Hồ không được, chú nói không biết là có hứa có thật hay không hay là chỉ là niềm tin hay không. Nhưng mà lúc mà Bùi Hồ yêu cầu chú đi tìm á là vợ chồng anh Bình đã gửi tiền cho Bùi Hồ rồi. Nên thành thử là chú vẫn vừa mừng mà vừa hồi hộp vừa lo lắng nữa. Đúng rồi. Nên là nữ là mọi thứ á, nên là nữ chú sợ, tại vì chú cũng không có biết Bùi Hồ nên là nữ chú cũng lo. Đúng rồi. Nên nhận được chiếc xuồng rồi ăn ngủ nó mới yên hơn. Đó là yên phận một cái là thấy vui vẻ, gia đình hai vợ chồng vui vẻ lắm. Dạ. Thì kiếm lời sống cho chú tính nghỉ một ngày thấy là nó mất rồi lợi rồi. Không có cá ăn mình mua nó tốn tiền. Dạ. Điểm thứ hai rồi tiền điện tiền nước rồi nữa rồi cũng phải bóp bên đó, dáng lo cho biết sao giờ chú, như vậy là mừng dữ lắm đó chú. Vậy là chiều ngày hôm nay là chú thả mấy cái tay lưới xuống nước rồi, ngày mai còn, sáng ngày mai là đi thăm còn nè, còn mấy tay nữa chú? Còn hai tay nữa. Thì chú bổ giác rồi tôi cuốn rồi đó, cuốn lên cái này là mình bổ nước lớn chiều nữa nè. Dạ. Bỏ tới sát luôn đó. Dạ mà con con muốn hỏi là chú nóng dữ không?
thời tiết bây giờ quá nóng mà chú nực. Nó hơi nực mà về đá chịu chứ sao chú. Chú đi lúc mấy giờ đó? Tôi đi hồi sáng tôi xuống dưới tôi lấy tôi bơi về đây ha, là tới 10 giờ rưỡi. Tôi lên tôi ăn mấy cơm rồi đi bủa tới giờ luôn đó. Không biết bây giờ mấy giờ không? Bây giờ là khoảng 2 giờ mấy gần 3 giờ. Rồi. Ừ. Ăn miếng cơm là 11 mấy đi luôn. Đi luôn tới giờ đó, bữa đựng giác rồi, bây giờ bữa thêm giác nữa đó. Rồi cá đem đi bán chưa? Chưa. Chút rồi bữa cái này rồi nó đưa cho vợ bán cái rồi bắt đầu mình đi thăm đó. Chút xíu nữa là quay lại đi thăm luôn. Ờ thăm luôn, bị ba mạng này bữa mình kiếm mau vậy đó, bởi bữa giác này nước hừng lớn rồi nè. Rồi có bắt đầu mình thăm giác nữa. Bỏ đêm cái sáng mình thăm giác nữa coi được nhiều đi bán. Cái chiếc xuồng này của ai chú? Chiếc xuồng của anh ba. À chiếc xuồng này của người khác, còn chiếc xuồng này của chú riêng ha. Ừ, cái xuồng này ngày là... hôm qua là bán được nhiêu tiền? Ngày qua hả? Hôm qua bán được 50. Dạ, đủ ăn không? Đó cũng đủ sống, tạm sống được đó chú ơi. Cũng vui vẻ lắm, trời ơi, đem cái xuồng về vợ nó mừng quá trời rồi. Nhà chú chắc là có cái tài sự, chiếc xuồng là tài sản quý giá hả? Đó thiệt, tôi nói với chú hôm trước cũng vậy, là tôi nói là bây giờ mộng ước thì sao cho nó xuồng lành vậy, cái mình bằng mà ăn trí rồi. Dạ. Đó, đầu giá móc còn kiếm lưới này rách mua lưới khác. Dạ. Mà ngặt cái kiểu dầu bị sáng cạp nó quất cái hai tay nó đau hết sức, bị mình không hay đó, nó quất ở dưới đó, rồi nó cạp nó đi đó. Dạ. Kêu hết hai tay. Dạ, lúc nãy thì chú vừa văn rồi chú vừa thăm luôn. Nó thầm cuốn lại luôn, cuốn lại mấy bữa nối từ cái cầu đó đó. À. Mấy bữa xuống nãy giờ đó là được tay lử rồi đó. Dạ. Còn này tay lử rồi nè. Dạ. Đâu chú xích tới cho con bắt con cá lên cho cô bác của anh chị xem coi chú bên. Ừ. Công việc nào cũng vậy, tuy nhiên đối với đúng tuổi rồi của chú bên đó cô bác của anh chị là không còn sức lao động nữa, nên chọn cái cuộc sống mưu sinh trên cái dòng sông này là một điều tất yếu. Vì đâu đó gần một thời trai trẻ thì chú cũng đã từng bông cũng đã từng nhân lớn nhân đâu vậy làm với cái nghề này nên thành thử là cái nghề này người ta nói với một cái câu đó là khô dầm thì hết tiền thì đó, nên thành thử là ai cũng nói vậy đó. Nên thành thử là bây giờ đến mà tuổi sống chứ biết thì sao 73 hả chú hả? 74 rồi. Dạ. Nên đến tuổi này thì chú vẫn phải còn mưu sinh trên cái dòng sông này. Không biết thì với sức khỏe 74 tuổi thì còn thời gian bao lâu để chú có thể vừa văn mà rồi. vừa thăm cá để mà buôn bán như thế này nữa. Thôi thì còn sức khỏe lao động được là cũng là tốt rồi. Dạ. Tuy nhiên đây là cái con cá rô phi nè. Ừ, ở đây cá rô phi. Con cá này là bao nhiêu tiền một ký chú? Bán có 25 cá lớn vậy đó. À. Còn dính cá nhỏ thì có 20 à. Dạ. Đó. Còn cá rô kiến á. Bạn Bùi Hồ cầm lên, Bùi Hồ nói vấn đề này cho cô bác của anh chị biết ha. Ừ. Đây là con cá rô phi. Ừ. Còn đây là con cá lau kiến. Cá lau kiến này là một loài cá cảnh cô bác của anh chị. Và trước đây người ta dùng cái miệng nó nè, nó có giống như là cái đồ để chùi cho cái kiến á, hay là cá chùi kiến. Và người ta dùng nó để nuôi làm cảnh thôi, để vệ sinh những cái bể cá thôi. Tuy nhiên sau thời gian sinh sản rất là nhiều, người ta không nuôi nữa, người ta thả ra. Thì những cái con kinh này nè, đây là những loài cá một số người gọi là thủy quái đó. Tại vì cái hình thù nó rất là lạ nha cô bác của anh chị. Cha nó rất là cứng, ăn không biết là được hay không. Khoảng hơn 10 năm về trước thì loài cá này người ta không có ăn. Đúng rồi. Và người ta tìm cách tiêu diệt cái loài cá này ở trong những cái nơi mà người ta nuôi cá đó, tại vì nó rất là phá hại những cái mương clip đó. Người ta tìm cách phá diệt loài cá này. Tuy nhiên với khả năng sinh sản cao thì loài cá này khó diệt lắm. Mà cái cách tiêu diệt duy nhất là người ta giăng nó lại, người ta tìm cách để người ta làm thịt nó. Và hiện nay loài cá này á, trước đây người ta bán á là cũng không ai mua cho, cũng không ai ăn, vì người ta không biết sử dụng. Đó. Vì ở miền Tây những năm 2000 trở về trước là mùa nước nổi cô bác anh chị. Bây giờ thì bao đê hết rồi. Thì cá phải nói là rất là nhiều, từ cá linh, cá sặc, cá chạch đó là những loài cá ngon. Thì cá này không thèm sử dụng đâu. Và ốc cũng vậy nữa. Đúng rồi. Nên thành nữ là sau khi mà nguồn lợi thủy sản cạn kiệt do đánh bắt trái phép thì loài cá này trở thành một đặc sản luôn. Đó. Ăn hết cá luôn. Ở cô bác của anh chị nên thành nữ là đối với thiên nhiên á, mình phải có ăn có bảo tồn. Trước đây thì Bùi Hồ có xem được những cái đoạn video clip ở Mỹ hay những nước phát triển á, là muốn đánh bắt cá này á là phải ví dụ như muốn đánh bắt một cái con cua biển hoặc là con tôm thì người ta phải dùng thước, người ta đo đúng cái size nó người ta mới bắt. Và đúng sau rồi. Đó thì người ta phải bắt con
đực và không được bắt con cái và những con đang sinh sản để nuôi nó, vừa ăn nó vừa nuôi nó. Nhưng mà ở Việt Nam mình đó thì tình trạng đánh bắt trái phép như là chích điện nè, những cái giớn nè rất là nhiều, rồi những cái ghe cào nữa, nên là nữ là những loài cá của Việt Nam. Còn loài thủy sản bây giờ cạn kiệt cũng khá là nhiều cô bác anh chị. Thì xem được đoạn clip này á, thì ai cũng tìm cách để mưu sinh cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên mình vừa mưu sinh, mình vừa nuôi dưỡng nó thì mình còn cái để mình sử dụng ăn. Chứ bây giờ hết, bây giờ loài cá này cũng phải ăn luôn hả cô bác anh chị. Cá này bây giờ chú bán được khoảng 20.000 ký đúng không? Thì 20 á. Trước đây thì chú không có bán được cô bác anh chị. Đúng rồi, tôi 10.000 nó quậy lắm. Còn đây là loài cá Gô Phi. Có một thời gian loài cá Gô Phi này người ta vẫn không ăn nha cô bác anh chị. Vì người ta nói rằng cái màng chỗ cái bụng của nó, ngay khi mà người ta làm cái bụng nó ra, cái màng đen á, nó ăn có một cái chất gì gây người ta đồn nữa nha. Bùi hồ cũng chưa xác minh được bằng gần cái thông tin như thế nào, nhưng mà gây ung thư thì sao, ta không ăn. Và người phần lớn người ta không ăn con cá Gô Phi này á, vì thịt nó không có ngon, thịt nó bở, và cá Gô Phi nước ngọt thịt rất là tanh đó, nên là cá Gô Phi nước mặn như ở vùng Cà Mau, Kiên Giang này ăn rất là ngon. Cá Gô Phi nước ngọt ăn tanh lắm, nên loài cá này dù cho nó lớn như thế này nhưng thịt nó bở và nó bán vẫn không có tiền. Khoảng nhiêu tiền ký chú? 25 cũng 25.000 ký nè. Con cá này thì khoảng 7-8.000 vậy thôi, cá to vậy nè. Đó mà nó 250 thì 25.000, cái này chắc khoảng 5.000 chú. 250 gram thì cũng 5.000, 20.000 thì 250 trăm gram là 2.500. 2.500 con cá này được 5.000, con cá to như thế này chỉ có được 5.000 thôi cô bác anh chị. Nhưng mà để bắt được con cá này là mừng lắm nha. Mừng á. Ồ, tại vì nó là thuộc loại cá to. Có những cái con cá nó nhỏ xíu như thế này nè. Và lúc nãy Bùi Hồ nói là cái tình trạng mà đánh bắt ở những nước văn minh phát triển như ở Mỹ á, thậm chí là khi mà người ta bắt á là người ta cũng phải đi học nha, học cái lớp để đánh bắt chứ không phải là muốn đánh bắt đâu. Đây là cô bác chị, con cá này là chắc được 1.000 quá. Sợ không được đó. Mà người ta sợ không mua đó. Ta chơi nhỏ nữa. Ta chơi nó bé. Và thậm chí ở trên này là chú còn bắt ốc nữa nè. Nó dính lưới là gỡ đây. Gỡ đấy chú luộc xả luôn đúng không? Đó là có khi anh em ta mua 10.000 ký rồi. Để Bùi Hồ nói những cái trước đây mà người ta không sử dụng thì bây giờ là sử dụng. Ốc mua vàng nè. Ốc mua vàng một thời gian tràn vào Việt Nam từ Trung Quốc. Và con ốc này trước đây khả năng sinh sản rất là cao và nó hại cho những cái con ốc đá, ốc bu của rồi. Việt Nam. Nó tiêu diệt hết luôn. Và sinh sản của nó phải nó cực kỳ luôn. Thì sau này thời gian khi mà con ốc này tràn vào Việt Nam, nó phá hoại mùa màng là bằng cách là nó cắn những cái cây lúa người ta mới xạ cô bác anh chị. Rồi sau đó thì Trung Quốc nó mới bán nhập cái loại thuốc diệt ốc bu vàng về. Khi mà diệt ốc bu vàng này, con ốc bu vàng này chết thì cá của Việt Nam nó cũng chết luôn. Nên là nữ là vừa mua thuốc của Trung Quốc này ha, vừa giết con ốc này mà vừa giết nguồn lợi thủy sản của Việt Nam luôn. Đúng đó rồi. Và bây giờ sau khi mà những ốc kia không còn nữa thì con ốc bu vàng này cũng trở thành món ăn bắt đắc chỉ luôn. Đó, Bùi Hồ phân tích cho cô bác anh chị biết ha. Con ốc này bây giờ người ta lúc đó nó ăn người ta rất là sợ, tại vì nó bu ăn những đồ dơ lắm. Và thứ hai là thịt nó ăn cũng khá là tanh. Và sau này người ta tìm cách người ta chế biến, người ta lễ ra. Sau đó luộc xong ta lễ ra, người ta rửa chanh trà cho sạch lại, người ta xào xả ớt đó. Thì những cái con ốc như thế này, như chú bên bây giờ cũng phải mưu sinh luôn. Chứ con ốc này trước đây người ta cho vịt ăn không à, đúng không chú? Đó, nó là vịt ăn không, đâu có mình là đâu có ăn đâu. Dạ. Như tôi bây giờ tôi không ăn mà có nhiều người cũng thích, người ta về ta làm, người ta gia vị rồi thêm người ta. Dạ, dạ chú để con dê chiếc xuồng lại xích đây. Chú hút điếu thuốc đi. Một cái ông cụ mà hút thuốc ghê hả cô bác anh chị. Hút thuốc rắn trên một cái dòng sông này mình thấy khá là yên bình. Yên bình đối với những người mà họ thích những cái cảnh thanh tịnh thôi. Nhưng mà đối với ở trong những người lao động ngay tại chỗ này nè, họ vất vả lắm. Và đây là một cái con kinh nhỏ. Ở đây thì nó giáp với lại hai con sông. Ở đây là một cái cù lao cô bác anh chị, giáp giữa sông, giao giữa sông Tiền và sông Hậu ha. Nên là nữ là người dân như chú nè, có những cái chiếc xuồng nó to to hơn là ra sông lớn đánh bắt, bơi ra sông lớn đánh bắt. Nhưng mà chú ở đây những chiếc xuồng này không dám đi sông lớn, sợ tàu lắm. Không dám đi sông lớn đâu. Và thời gian gần nước dạo này nè, cũng có nhiều người đánh bắt ở trong sông lớn. Và có nhiều bạn ở Sài Gòn xuống chụp ảnh những cái thước phim về những người mà đánh bắt ở trên sông á, lủi thủi rồi lầm lũi ở trên sông, rồi nhẹ nhàng dở những tay lưới kiếm những cái mẻ cá mà mình giăng được á, đẹp lắm. Đúng rồi. Nhưng mà người dân ở đây thì những người như tôi như chú nè khổ lắm. Nên Bùi Hồ có nghe một cái bài hát là
các bạn ở Sài Gòn xuống này gọi là triệu view ha, nhưng mà đối với người dân ở đây họ cực khổ lắm. Đúng rồi, cái khổ mà mình mưu sinh cuộc sống cũng qua ngày được, có tạm qua ngày. Nhưng mà đối với tuổi của chú, mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau. Dạ. Đối với chú thì gắn bó với con dòng sông này, con kinh này, trên cái chiếc xuồng này thì chú cảm thấy nhẹ nhàng, an ủi. Đúng. Còn rồi, đối với những người mà mê cái cuộc sống bộn bề thì về đây cảm thấy buồn bã. Nên là thành nữ là phải có người thành thị và cũng phải có người nông thôn ha. Mà người các chịu không nổi. Dạ, người thành thị thì lại thích được cái cuộc sống về nhà nhẹ nhàng như chú. À, còn như chú bây giờ lên thành thị chú sống không được nữa. Không tại được. Vì chú không quen được cái không cuộc quen. Sống. Khổ tâm lắm chứ đâu phải là mà dễ, mình muốn mà dễ đâu. Ổng quẹt hả chú? Ổng quẹt mới bỏ đâu. Bỏ đâu rồi? Có rồi. Cũng mộng ước trúng số nha. Mua tờ hay tờ coi mai ông bà cho vô cái thì mình hỗ trợ lại anh em. Rồi vì như thế là hết gần cả ký cá rồi. Mặc dù ăn với khô quẹt với lại lại hãm hút về cái dạ. Mua tờ số mong. Nhưng này cái này là chú mua 2-3 tờ vậy hả? 4 tờ. Tờ này cũ rồi. Hôm bữa mua 2 tờ vậy đó. Ngày mua 2 tờ mà chưa dò tờ này gách mà có trúng là cũng tiếc lắm nha. Khó mà lãnh à. Để gì thôi chứ đã trúng thì ta cho hay à. Còn được 20, còn được 32 ngàn. Dạ, nghĩa là với lại bịch thuốc với lại 4 tờ giấy số. Là cũng ngon rồi. Rồi bây giờ có chiếc xuồng còn mộng ước gì nữa không? Nói con nghe chú. Tôi thấy vậy là tôi mang ơn với các anh Mạnh Quân với chú á. Nhưng mà phải ước gì mà được 500-600 tôi mua 3 tài lưới nữa là tôi mừng nhất. Nó nhẹ. Bây giờ mấy tài lưới này rất là nó không dính nhiều đó. Bữa nay bữa hổm tôi thấy không, thăm cái dính 4-5 kg. Sao không ước 5-6 triệu mà ước có 500-600 mày. Trời ơi, ước gì mình tạm sống qua ngày được rồi chú ơi. Chứ bây giờ ước nhiều quá rồi. Hay là mình ước mình trúng số để mà mình khỏi đi xuống sông nữa. Cái ủa trúng số đó, vừa mình đó là để sửa tâm tánh lợi cho nó nhẹ nhàng chút. Là già lớn tuổi rồi cũng như mình lên hưu rồi đó. Lên hưu rồi còn... Trúng số chú sẽ làm gì với số tiền mà chú trúng số? Số tiền theo đúng ra là tôi cũng khuyến mãi lại hỗ trợ lại cho những người nghèo cũng như tôi. Là người chiếc xuồng, chiếc xuồng hết. Chiếc xuồng hoặc là mình giúp tiền gạo vậy đó chú. Đó là dạ. Mong ước tôi vậy đó, chứ không có gì hết trơn á. Dạ. Chứ bây giờ mình già rồi mà nổi cũng dám bò bươi mà anh em mà hỗ trợ được cái gì là tôi có cái tinh thần vậy là tôi rất mừng. Dạ. À, mua số vậy là bị thấy người ta kêu mua chú hai cũng mình cũng tiếp tờ hay tờ để mộng ước vậy thôi. Ở trước giờ người ta giúp mình, bây giờ mình mộng ước là mình muốn giúp lại ta. Dạ, đúng không? Giúp lại ta, nếu trúng cái là giúp lại. Dạ. Cho những người mà mình thấy còn nghèo nữa đó chú. Dạ. Đó cũng như ngày nay nè, ông hai với ông gặp ông xin luôn chiếc xuồng này nè. Ông thấy tôi bơi về nó chiếc xuồng của ông đâu là không ấy cho ông. Vậy là cái ông hai ở cái tiệm mà dạ. Chú xuống đó dạ. Vợ thì mù ông đây cũng xin chiếc xuồng này, ông xin rồi tôi cho ổng nè. Cho chưa? Cho rồi, để tôi cho đóng giả cái xuồng này rồi tôi mới cho ổng. Có nghĩa là lá lành thì đùm lá gách mà đó, lá gách thì đùm lá tê tua. Ổng không có gì, ổng đặt lợp đó lợp vậy đó mà ổng lậu già mà 80+ tuổi rồi. Còn lội không? Ổng còn lội đó, bởi vì tôi mới hứa tôi cho ổng nè. Khi nào lội thăm ông hai đó đâu? Khu cái quán đó đó hỏi cô đó cô chỉ cho dạ, nhưng cái mà... nhà cái bên đó rồi, là hai vợ chồng già chú thấy còn dạ, dạ. Đó. Dạ nhưng mà còn lội không? Còn lội bị vớt lợp rồi ông đặt đó. Khi nào mà còn lội thì chú cho con hai ngày mai có lội thăm không? Ổng sáng ông thăm cái rồi mấy giờ về, chắc cũng 6-7 giờ sáng rồi đó. Dạ vậy ngày mai khi mà có chú đó có lội là chú điện cho con liền được không? Mà ngặt đó tôi ở trên này tôi văn lứ là có môn chú xuống hỏi cái chủ tiệm đó đó. Dạ con hiểu rồi. Giờ nó chỉ là sáng giờ nào thăm mà nó biết vì nó ở đó đó. Dạ vậy là mấy cái lưới đó là hả? Dạ lợp mà ở dưới kia kìa, ở dưới nhà ổng á chứ đâu có đặt xa. Dạ ổng lậu đó là thấy tội nghiệp hồi sáng là 80+ tuổi rồi hả chú? Ổng 84 tuổi rồi. Trời ơi mà ổng cũng lù mà vợ thì mù. À hình như chắc con nhớ biết ông hai đó rồi. Hai vợ chồng sống ở trong cái nhà tội lắm. Cái nhà nhỏ rồi con hiểu rồi, con sẽ sớm quay trở lại thăm. Chắc ngày mai con sẽ thăm.
ổng hỏi xin thường tôi nói vậy là mốt rồi tôi cho chú lợi. Khi nào mà cho con hay dưới ha. Ừ. Ủa cái tay chú bị gì vậy? Này bị bú nè, bú da ngoài á. Trời ơi, con tưởng đâu chú tập tạ không chứ. Đâu có. Đâu mở ra cho con coi coi. Nè. À để bú. Trời ơi, tự nhiên dính chú á. Bú nè. Bú rồi. Ừ, cũng bú. Đâu đó. Ngại không chú, ngại cho xem không? Cái gì? Ngại cho mọi người xem không? Cũng được chứ đâu có ngại ngùng gì. Mình xin cái áo này mà. Là bán không? Rồi nghèo nhào gì mà ấy cái mặc áo tài cục rồi chú thấy vậy. Không, nó đem thu về được, để đây rồi. Bán cho mua chú. Chú đây chú cầm điếu thuốc này, cởi cái tay áo này ra. Ồ. Vậy là mới hay cái cục bố. Mới hay thôi cô bác anh chị. Cô bác phải biểu mổ, trời ơi tôi nói tiền bạc rồi mổ. Mà có tiền mổ không? Ừ, bởi vì thôi nhưng mà lớn tuổi thì giao kéo rồi mổ cái gì mà thấy cái này phải nó hại mình rồi, nó hại rồi phải không? Bú da. Ôi trời ơi. Thấy không? Bú lớn hay không? Nhưng mà tối gì có nhức không? Như nhức nhấu nó cũng bình thường vậy đó. Là 20 năm nay nó cũng quay gian vậy nè. Hả? Có nhức gì không chú? Không, nó không có nhức nhấu gì. Ủa chú đeo mặc áo tay dài không? Không đâu thấy đâu. À, không, một bữa mặc cái này mà nó bị lấp xuống gì nè. Đâu có để ý. Kinh khủng. Chú đâu có mặc áo tay dài đâu. Nhưng mà cho chú đi mổ là chú mổ không? Không mổ rồi, chú không mổ. Bị gì mình nó đâu có hành ấy gì đâu. Rồi mổ rồi biết nó có hại gì không, mình đâu có dám. Phải nó nhức nhối thì mình mổ phải không? Mấy chục năm hả chú? Ừ, mấy chục năm rồi nó vậy ra. Rồi mình dò bóp ra thì nó cứng. Mà không dò thì nó mềm vậy đó. Ừ, chú mặc vô đây để con cầm điếu hút cho. Hút cái dục. Ờ. Thấy không, chú bên thì cũng có lòng thương người hả cô bác anh chị? Cũng biết san sẻ yêu thương đối với lại những cái người mà khổ vậy hơn. Vậy hỏi chú giờ mình có cái thù lành vậy rồi. Ông hỏi ông Trinh là không lẽ mình để thù này làm gì? Để đem lên trồng hành vậy có làm gì để mơ chiều nó bỏ bể cũng vậy. Sao chú không chỉ là kiếm cái chú đó xin chứ xuồng này của tôi để tôi làm thêm công chuyện khác. Không, tôi đâu có làm gì nữa, chỉ bây giờ mình có xuồng lành rồi, cái này mình đâu có sợ ấy rồi nữa. Mà ổng thì ổng ngồi, ổng thăm cái lợp với vớt đầu cái rồi ổng về nhà rồi. Ổng đâu có bơi xa như tôi đâu được. Còn tôi khi đó tôi bơi về đây suốt chảnh ha, tôi bổ dài xuống tới cầu đó. Hồi nãy vừa cuốn cái cầu đó bứt rồi tôi mới bổ dài xuống này nè. Lực tay lử đó. Chú đi từ cái cầu đó xuống bị dưới kia luôn đúng không? Thì bổ dài xuống luôn đó. À, cái đoạn đường mà chú bơi thì cái trên dòng sông này khoảng bao nhiêu khoảng cây số không? Lớn ra hả? Không à, đi cũng như mình văng một bữa hai bữa chứ hở tôi văng dưới phải không? Bữa nay nó trầu lên nè. Rồi quýt dài xuống chút dưới hoài vậy đó. Rồi thấy khả năng mình bơi được đó, khỏe đó thì mình bơi xa chút. Chỗ mới mà mình văng nó có nhiều hơn chút. Rồi ngày mai này nè, ngày mai này là chú có đóng giạc xong chưa hay hai ngày nữa? Chắc hai ngày nữa, bữa ngày nào, mơi, ngày mốt. Bữa nào có xuồng mới cho con đi kéo với. Chứ xuồng này con đi con không biết lội, sợ té. Rước rồi mơ lũng à. Lũng thật á. Vậy là mà cho đi ké hứa mũ. Không? Được, cái xuồng đó là... Rồi có ngày khai trương xuồng mới rồi ăn mừng luôn. Ăn mừng gì thì tao kiếm luộc ha. Mấy rồi. Ông cụ ở miền Tây á, như không biết chú bên thì chú thì ít uống rượu lắm. Nên là nữ chú bên là có bạn bè hai người uống khoảng chừng xì là chú nghỉ à. Mà bạn lo xa xa. Cho lo làm chứ chú không có uống rượu, nó chơi với chú. Cái chuyện đời mà bây giờ mình lớn tuổi rồi uống cũng không có lợi lộc gì, nó yếu sức mình nữa. Mình lớp 2 đó hoàn cảnh mình nghèo, tôi hỏi chú mình uống nó yếu cái là đâu có làm được. Nói vậy chứ có tuổi trẻ thì nó uống được chứ mình theo nó không được đâu. Mình nghề nghiệp của mình là mà mưu sinh cuộc sống mà mình uống như bà trẻ đó là mình uống không nổi. À, giá rồi đó. Như vậy là một ông cụ hàng ngày lên đên trên cái con kinh này. Và người ta gọi con kinh này con kinh Mã Trường, có một cái câu chuyện cũng khá là
là dọc con kênh này ở trên kia cũng có câu chuyện khoảng hơn mấy chục năm về trước, kinh thiên động địa của cô bác của anh chị. Cô bác của anh chị đưa lên trên Bùi Hồ, một có một thời gian Bùi Hồ làm một cái câu chuyện đó là vụ án Thiên Linh Cái. À, cũng lâu lắm rồi, với một cái tên xác nhân đó là Hai Tửng, tên là biệt danh Hai Tửng là Phạm Nhân Tuấn, cô bác anh chị biết. Thì ngày hôm nay cô bác anh chị vẫn còn thấy được một hình ảnh, đó là một ông cụ gần 80 tuổi hàng ngày vẫn lên trên trên cái chiếc xuồng cũ kỹ một nát được bao bởi một tấm mũ bạc như thế này để mưu sinh. Và thông tin với cô bác anh chị là chú Bên đã đem được một cái chiếc xuồng mới về rồi, được sự hỗ trợ từ anh gia đình anh Bình ở Canada, đã có chiếc xuồng mới. Và mình thấy là mình cảm thấy là mình thay mặt cho anh Bình cũng như là tất cả mạnh thường quân á, để hỗ trợ tặng cho chú một cái chiếc xuồng mới. Sau đó là chú lại đem cái chiếc xuồng này người khác xin thì chú lại cho, thay vì thì để đó là một cái đi một trên một cái con kinh khác thì không. Đúng chú rồi. Sẽ cho đi cho chú kia cực khổ hơn mình. Nên là nữ là vừa hồi có chia sẻ một cái câu chuyện là khi người một người mà cho đi á thì người đó sẽ nhận lại được gì. Có những người họ nói là không cần nhận gì hết mà nhận lại được hai chữ từ bi từ Đức Phật ha. Có nghĩa là ví dụ gia đình anh Bình cho chú thì chú thấy người ta xa lạ. Đúng nhưng rồi. Mà vẫn giúp đỡ cho chú thì chú có một sự hoan hỷ từ bi hơn để giúp đỡ cho một người khác nữa, thì giữa con người nữa với nhau á, yêu thương đúng nhau rồi. Hơn thì mang đến giữa người này từ bi hoan hỷ hỗ trợ cho người khác, và càng như vậy thì càng nhân đôi hơn chứ nữa. Mà Bùi Hồ hay nói là Bùi Hồ rất là ngưỡng mộ những người Việt Nam của mình, cô bác anh chị dù ở đâu bất cứ xa xôi từ mọi miền trên đất nước, nhưng mà đối với các cô chú ở kiều bào ở nước ngoài á vẫn luôn hướng về Việt Nam để mà hỗ trợ và giúp đỡ. Đó là một trong những cái đức tính mà phải nói là nhường cơm xẻ áo đối với những người đang gặp khó khăn, giống như tình cảnh của chú Bên. Và những hơn một năm qua Bùi Hồ cũng đã thay mặt cho quý mạnh thường quân để mà kết nối với những cái hoàn cảnh như chú như thế này. Chú ơi, như vậy là vui rồi. Dạ, mừng rồi. Vẫn còn đó sự mưu sinh trên dòng sông này, nhưng mà đúng đời rồi, mà dạ. Còn lao động là còn hạnh phúc, sợ mình không đúng có sức rồi. Khỏe để mình lao động thôi. Sức khỏe thêm nữa là dạ. Tới đâu mình tính tới đó thôi chú ơi. Và con mong rằng trên cái dòng sông này để mà tô điểm đẹp thêm cho con kinh này, ở ngoài việc đúng là rồi. Chú giăng lưới, chú vớt dây chai những cái phế liệu mà người ta bỏ đi để làm đẹp cho cái con kinh này rồi, thì ngoài ra là cái lao động của chú làm đẹp thêm cho đời. Vì nhiều người ước như cái tuổi như chú vẫn còn lao động được, như bên ngoài cái Bùi Hồ vẫn đâu có lao động được, nên thành thử là thôi còn lao động là còn vui rồi. Lao động ở trong cái độ an toàn thì còn vui hơn nữa, vì cái xuồng này nó đã mục lắm rồi. Đúng ha. Rồi, bị bao ngủ rồi còn nó đi lơ mơ, mình ngồi tại chỗ đi lơ mơ phải lót giác này đó. Sợ nó rụng cái đầu đó. Đầu năm giờ thì Bùi Hồ đi khá là nhiều nên những cái hoàn cảnh á Bùi Hồ đi hỗ trợ cũng chưa có tìm những cái hoàn cảnh mới để quay để hỗ trợ từ quý mạnh thường quân ha. Và Bùi Hồ thời gian sắp tới sẽ đi nhiều hơn để gặp gỡ những hoàn cảnh khác nhiều hơn. Còn một lần nữa thì chắc có lẽ là ngày hôm nay Bùi Hồ thay mặt cho chú Bên xin chân thành cảm ơn gia đình anh Bình ở Canada, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân đã xem video clip này, chân thành cảm ơn tất cả cô chú quý anh chị đã đồng hành với Bùi Hồ, hỗ trợ với Bùi Hồ trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye chú ơi. Vậy là cũng mong sao là các mạnh thường quân tinh thần giúp đỡ cho dân vậy là cũng là hân hạnh lắm nha chú Hồ. Dạ thì cũng chúc mừng chú ha. Dạ, bắt tay chú cái.